Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hoa. Mời các bạn cùng ghé thăm làng cối xay gió Zandskan tại Hà Lan. Đây là một ngôi làng thuộc thị trấn Zaandam, miền Bắc Hà Lan. Nơi đây cách trung tâm thành phố Amsterdam khoảng 20 km. Khu vực này nổi tiếng có một bộ sưu tập các cối xay gió có từ thế kỷ 16. Mệnh danh là đất nước của những chiếc cối xay gió khổng lồ, hàng năm Hà Lan thu hút hàng triệu du khách ghé thăm nơi đây để tìm hiểu lịch sử phát triển ở vùng này và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chiếc cối xay gió, một diện mạo rất đặc trưng của Hà Lan. Những chiếc cối xay gió có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với cuộc sống của nhân dân ở vùng này. Ngược lại lịch sử của làng Zandskan, vào thế kỷ 19, cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở quận Gian. Những gì bạn thấy ngày nay ở Zandskan chính là hình ảnh của một cộng đồng sống và làm việc ở quận Gian vào thời kỳ đó. Từ trang trại, đường đi, nhà gỗ, nhà kho, cối xay gió, mương và cánh đồng, vân vân. Làng Zandskan ngày nay cung cấp cái nhìn thoáng qua về thời kỳ hoàng kim quan trọng nhất của vùng Gian ở thế kỷ 17-18. Vùng Gian là khu vực công nghiệp lâu đời nhất ở Tây Âu, nơi từng có khoảng 600 chiếc cối xay gió hoạt động. Lúc bấy giờ, họ dùng sức gió lấy từ những chiếc cối xay gió để cắt gỗ trong các xưởng đóng tàu. Những chiếc cối xay gió bấy giờ đã trở thành chất xúc tác tuyệt vời giúp ích cho ngành công nghiệp đóng tàu và các nhà máy công nghiệp khác ở vùng Gian. Vùng Gian đã phát triển thành trung tâm đóng tàu thương mại ở châu Âu vào thế kỷ 17. Có tới 26 xưởng đóng tàu, hàng năm hạ thủy từ 100 đến 150 tàu. Vào thời kỳ Hoàng Kim, vùng Gian đã phát triển thành một khu vực công nghiệp chưa từng có vào thời điểm đó, với hơn 600 nhà máy đang hoạt động. Đó là một thời kỳ đỉnh cao ở nơi đây. Các nhà máy gỗ chạy bằng sức gió. Điều này đã làm tăng đáng kể năng suất sản xuất. Sau đó, người dân Gian đã phát triển nhiều loại nhà máy công nghiệp thông qua đủ các loại phát minh tiện dụng, từ đó sản xuất ra đủ thứ, gỗ xẻ bằng máy, giấy, gia vị xay, dầu thực phẩm, sơn, thuốc nhuộm, các loại sợi, bột mì, bột cacao, vân vân. Sự thịnh vượng trong thế kỷ 18-19 có thể thấy rõ theo nhiều cách ở vùng Gian. Bên cạnh các nhà máy, chuồng trại, những ngôi nhà gỗ đẹp đẽ của cư dân vùng này cho thấy một thời kỳ hoàng kim ở Gian. Làng cối xay gió Zandskan nổi tiếng với những ngôi nhà cổ có kiến trúc truyền thống Hà Lan. Đến thăm nơi đây, ngoài những chiếc cối xay gió truyền thống, bạn có thể tìm hiểu thêm về các xưởng sản xuất thủ công như nghề làm phô mai, nghề làm giày gỗ truyền thống hoặc xưởng sản xuất sô-cô-la. Tất cả những đặc điểm riêng biệt ở vùng này khiến vùng Gian trở thành một khu vực độc đáo. Có thể thấy rõ, Zandskan là kết quả của một giai đoạn phát triển rực rỡ trong lịch sử của khu vực phía Bắc Hà Lan. Đây cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở Hà Lan.